đi té đi mà để một người khác đi bữa bữa nay con chưa sẵn sàng. Bữa nay chưa sẵn sàng. Trời tốt đi dạy lái xe được à. Bữa nay cái con chưa sẵn sàng. Bữa nay chú nhận ít xe. Ok. Ok, mở kéo cửa cây xuống. Hơi lạnh mà đừng. Kéo cửa cây xuống, đụng nữa cãi à, đụng dở lái xe cãi không được à. Lên phải. Qua đưa tâm bên kia. Đưa lên dừng. Đưa tay dừng để tay xuống dưới. Không là làm hai cái cho đều. Không không, đụng mày cãi vậy cãi không? Ok ok ok. Để tay xuống dưới. Để dưới. Để xuống ra ngoài cho để người ta dưới. Thấy. Đụng để người ta thấy chi? Đập vô. Rồi bắt đầu ta lái thẳng được không? Thẳng rồi. Rồi bắt đầu ve thẳng ra cho coi. Quay đầu ngó làm sao? Quay đầu ngó làm sao? Đừng có ngó tao, đụng mà tao phải gái đâu ngó tao. Lái xe như bắn súng vậy đó. Đồ nó bắn chặt một cái là chết mình chết ta đó nghe, chết hết á. Chết cả tao luôn đó nghe. Quẹo phải đó. Trời ơi nó lái xe giống như đổ bánh xèo vậy trời. Thắng lại chết sai kìa, thắng lại. Thắng lại. Thắng. Dạ em lái xe này ta nói là bệnh á, đúng bệnh tim. Đi khám bác sĩ luôn á. Chạy lẹ lên chạy chậm quá, chạy 25 mai, 30 mai rồi chạy khoảng 15 20 mai mà chạy có 2 mai 1 giờ sao được. Thế chậm mà chắc. Mày đưa vợ em đi đẻ tới bệnh viện mà nhuộm mẹ con mà được 1 tháng nè. Trời ơi, đủ mày này lái xe đi chết rồi sao không đậu. Nghe kinh để bớt căng thẳng rồi xong không đau bụng. Không không, đi về đau bụng rồi, không có thuốc đau bụng nào chữa được đâu, đi về em được. Đủ mất yếu quá rồi. Lẹ lên. Lẹ lên. Xe trước. Quẹo xe nó qua quẹo liền, quẹo vô. Từ lẹ lên này. Ôi, này chắc đi tắm luôn chứ đúng không? Đi dậy á, được á, đi tắm rồi.